với hơn 15.000 hecta sầu riêng đã trở thành cây trồng chủ lực của tỉnh đắk lắc. Tuy nhiên vụ sầu riêng năm nay nhiều nhà vườn đã bị rụng trái non hàng loạt khiến người trồng lo lắng. Theo các chuyên gia có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng rụng quả non trên cây sầu riêng như do kỹ thuật chăm sóc, do cây thiếu dinh dưỡng, do thời tiết bất lợi. Do vậy để hạn chế hiện tượng này người dân nên dùng các dòng phân bón vi lượng cắt tỉa những cành sát mặt đất cho cây thông thoáng tránh sâu bệnh gây hại.